Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức người mẫu Ngọc Quyên bất ngờ ly hôn dù sắp sinh con. Thời gian gần đây, Ngọc Quyên thường xuyên đăng ảnh một mình. Mới đây nhất, cô còn bất ngờ chia sẻ giấy ly hôn khiến nhiều fan phải lo lắng. Sau khi kết hôn vào tháng 1/2014, người mẫu Ngọc Quyên đang sang Mỹ định cư cùng chồng là bác sĩ Việt Kiều. Thời gian đầu sống bên Mỹ, Ngọc Quyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh được chồng chăm sóc, đưa đi ăn và đưa đi du lịch. Người hâm mộ cũng hạnh phúc khi Ngọc Quyên thông báo mang bầu. Hiện cô đang mang bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ. Cô cũng tiết lộ giới tính của thai nhi là một bé trai. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.